quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio. Cùng dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thứ trưởng Lê Hoài Trung và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao về thăm và làm việc tại Hưng Yên, đồng thời thông báo khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong thu hút đầu tư, công tác đối ngoại và quan hệ hợp tác đối với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn, thông qua chuyến công tác lần này, Bộ Ngoại giao tiếp tục có những hướng dẫn, hỗ trợ để tỉnh Hưng Yên được đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đã đạt được, nhất là công tác đối ngoại, đã góp phần quảng bá đất nước Việt Nam, tỉnh Hưng Yên với các đối tác nước ngoài, tăng cường cơ hội giao lưu, kết nối, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp nhiều nước trên thế giới đang có hướng chuyển dịch đầu tư về các nước Đông Nam Á. Trong thời gian tới, Hưng Yên cần tiếp tục chủ động có cơ chế đón đầu các nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Ngoại giao sẽ làm cầu nối, quảng bá, giới thiệu để tỉnh Hưng Yên tìm kiếm cơ hội, trao đổi hợp tác, liên kết với các nước trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến đầu tư cũng như phát triển tiềm năng du lịch. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã tiếp và làm việc với ngài Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chào mừng ngài đại sứ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp ngày càng bền chặt giữa chính phủ hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung và Hưng Yên với Nhật Bản nói riêng. Đặc biệt là những năm gần đây, Hưng Yên có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế công nghiệp cho tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Hưng Yên sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả, đồng thời mong rằng mối quan hệ và hợp tác đầu tư giữa Hưng Yên và Nhật Bản sẽ được phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio, bày tỏ niềm vinh dự khi được đến thăm và làm việc tại Hưng Yên, đồng thời khẳng định Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng đang là điểm đến rất quan trọng đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Nhật Bản đang có hướng chuyển dịch để mạnh đầu tư sang Việt Nam, đồng thời mong muốn tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Hưng Yên và cùng với Nhật Bản nâng tầm quan hệ hợp tác cũng như đẩy mạnh phát triển trên nhiều lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng của tỉnh. Cũng ngay trong sáng nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yamada Takio. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh. Rất là cảm ơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thông qua chuyến công tác lần này, Bộ Ngoại giao mong muốn nắm bắt tình hình hợp tác ngoại giao của một số địa phương với các quốc gia nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Qua đó, giúp Bộ nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác giữa các địa phương với các quốc gia trong thời gian tới. Nhật Bản hiện là quốc gia đứng thứ hai về số lượng doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Điều đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn ngài đại sứ và các tổ chức của Nhật Bản tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, tăng cường mối quan hệ hợp tác với tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã giới thiệu khái quát đặc điểm về những thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến hệ thống giao thông kết nối, nguồn nhân lực dồi dào của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Hưng Yên vẫn đang nỗ lực thực hiện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
những kết quả trong phát triển kinh tế của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên hiện có 253 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ, trong đó Nhật Bản có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 137 dự án cùng nguồn vốn trên 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh như tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tạo mặt bằng sạch, đầu tư hạ tầng giao thông, cung cấp nguồn nhân lực. Hiện nay tỉnh đang thực hiện các giải pháp hỗ trợ mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn sau buổi làm việc này, Bộ Ngoại giao và Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối để quảng bá hình ảnh của Hưng Yên đến các doanh nghiệp Nhật Bản, để Hưng Yên ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ, nông nghiệp, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hưng Yên và Nhật Bản thêm bền chặt. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, việc xây dựng quan hệ với Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng được chính phủ Nhật Bản vô cùng coi trọng. Trong những năm qua, Hưng Yên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư và là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản. Đại sứ Nhật Bản đề nghị Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, có biện pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển công nghiệp phụ trợ cung cấp nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên.